Hello, Welcome to Metro. Hôm nay mình chơi 8 game. 12 game, 12 game. Với trò đầu tiên đó là Super Mario. Tên này để chơi tiếp chúng ta cần 5 vé cơ. Chơi đến màn thứ 9 thì mình sẽ out. Đỡ mất cái số vé này. Tao nhỏ thôi. Sợi đai này. Mặt đá mà cuối cùng. Ôi ngu người. Chúng ta sẽ vào cái game Tom Hero. Cái này là chúng ta sẽ không thèm làm nhiệm vụ này. Chơi. Choáng, mèo đang bị choáng. Đây đúng là siêu phẩm luôn. Cái ván trượt này tốc độ rất là cao, đi rất là phê. Nè, em lại cảm giác mạnh hơn. Tốc độ bắt đầu rất là nhanh. Đó, đó là cái con boss raccoon mình đã đánh bại nó rồi. Gấu mèo đấy. Boss gấu mèo. Ôi. Chúng ta sẽ sang game Happy Glass. Mình đang ở màn 130. Ta phải bắt trong cái cầu này. Ôi, cái nước, cái dòng chảy này nó có lỗ bé quá, không vào được. Phải thông ngòi thôi. Ok, thì vào được đấy. Là một pha ngu người.
Ok nhá. Trời, cái màn này mới khó này. Khó để qua cái màn này. Ngu ngơ mà lại qua. Mà chỉ được có 2 sao thôi. Đấy. Tục tiệp. Thế này mà không được á. Quá đáng tiếc nhỉ. Mình vẫn vẽ theo kiểu nãy không được. Rồi bây giờ được rồi. Và ngu người. Chúng ta sẽ vào game Why My Water. Ui giời, cái màn này chúng ta đang thiếu trầm trọng cái quay nhỉ? Gọi là cái lượng lượng con vịt đấy. Sao cái này không dùng được? Ôi ôi ôi, hết nước thôi. Trời ơi, phí quá. Nước bây giờ đang khan hiếm mà lại trôi tổng tộc như thế này, còn nói chuyện gì nữa. Wow, mình không thể tới được cái dòng nước cuối cùng này luôn nữa. Để map nó sang cái map nó dễ hơn chứ. 3/12. Một lượng nước vô cùng lớn. Ơ, sao nhở? À, con vịt, con cá sấu này cần nước, nước trong. Mình nhầm, mình bơm nhiều quá. Không đủ rồi. Chúng ta sẽ vào game Mighty Macro. Let's go. Mày chết này.
khó đuổi thế nhỉ. Đây là zombie Spiderman. Sẽ có cái phim, có cái phiên bản người này à? Mình xem phim làm gì có zombie này đâu. Trông như zombie ấy, không phải đúng không? Ai à? Ăn miếng trả miếng nhá. Chúng ta sẽ vào cái game chôn quét này. Mới tải về đây. À. Anh này bị ngã. Xem này. À, gãy đầu. Ui, sáng kiến. Càng gãy càng ra sáng kiến. Vào, vào, vào. Cái màn này mình biết. Cái màn này này. Ui. Thua luôn đấy. À, cái màn này chơi nào nhỉ? Tách con này à? Cái ông này ở trên hình nền này, hình nền của game này. Ố. Gạt lung tung mới thắng. Cái này phải dùng dẫn rồi. Chúng ta sẽ vào game Scary Teacher. Quá nhiều màn để chơi. À, có cái màn này hay này. Let's go. Goody. Oh, the ice looks frozen over. Let's check. Perfect. It's going to be a good skating session. Màn này chúng ta cần phải di chuyển vào trong bếp này.
Ôi dồi, bà trong bếp rồi. Còn là một thử thách đầy nguy hiểm. Bà giáo bên này hiện tại đang trong bếp. Ra rồi anh em ạ. Dường như mình đã di chuyển đúng rồi đấy. Cái này sẽ mang ra sân đằng sau này. Bình thường không nhảy qua chỗ này đâu, hôm nay nhảy được. Đổ cái đổ giữa sân đi. Khá là ok đấy. Vào trong bếp, lại vào trong cái nhà tắm sông hơi này, đóng cửa lại và chứng kiến. Bà giáo kìa. Ai vẫn nhìn thấy là thế nào nhỉ? Mình sẽ vào game Stickman. Oh yeah, you're big again. Not big. Đây là game Stickman Jailbreak. Cái đoạn này giống nhau ở từ bỏ kiểu giống nhau á. Ui. Không kịp sửa, không kịp chữa tay. Ta sẽ tìm một giải pháp khác. Đó. Cái tích tích nhanh ở đây. Ấy, còn đồng cảnh sát đằng sau nữa. Chuẩn man. Chúng ta sẽ đi theo cái đường thang máy này. À không phải thang máy, đây là cái lối ống thoát gió đúng không? Ống thông gió đấy. Thất bại. Đó là đây đây sang Stickman Jailbreak 6 này, Jailbreak 6 này. Stand up. Cái phần này sẽ có nhiều màn hơn. Chơi cái phần nào bây giờ? Quá nhiều lựa chọn này. Lại nhỉ, cái đoạn này mình bấm không kịp. Đây, chúng ta tích vào đầu cái ông này nè.
grab bài là về. Mình sẽ vào game Slither. Tên 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 tên. Đố cái bọn Jun này biết chúng ta đang nghĩ gì. Tuyệt vời. Oh my god. Trở lại, trở lại. Được đấy. Oh my god. Chúng ta sẽ vào game cuối cùng, Troll Internet. Hả?